Toàn cảnh sân vận động chính của 63 tỉnh thành của Việt Nam. Sân vận động Hòa Xuân nằm ở quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Được xây dựng từ năm 2013 đến 2016, với kinh phí khoảng 300 tỷ đồng. Sức chứa của sân vận động này là 20.500 chỗ ngồi. Sân vận động Tam Kỳ nằm ở phường Hòa Hương, thành phố Tam Kỳ. Được xây dựng vào năm 1980, sức chứa của sân vận động này khoảng 15.000 khán giả. Hiện tại, sân vận động Tam Kỳ đang được cải tạo. Sân vận động Quảng Ngãi nằm tại phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi. Được xây dựng từ những năm 1980, sân vận động này mới được cải tạo từ năm 2022 đến 2024 với kinh phí 90 tỷ đồng. Sức chứa của sân vận động Quảng Ngãi là 12.000 khán giả. Sân vận động Kon Tum nằm ở phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum. Được xây dựng từ năm 2010 đến 2013 với kinh phí 145 tỷ đồng. Sức chứa của sân vận động này là 9.000 chỗ ngồi. Sân vận động Pleiku nằm tại thành phố Pleiku, được xây dựng từ năm 1975. Sau đó cải tạo lại từ năm 2008 đến 2010 với kinh phí 60 tỷ đồng. Sức chứa của sân vận động này là 10.000 chỗ ngồi. Sân vận động Quy Nhơn nằm tại thành phố Quy Nhơn, được xây dựng từ năm 1976. Sức chứa của sân vận động này khoảng 16.000 khán giả. Sân vận động Phú Yên nằm tại thành phố Tuy Hòa, được xây dựng từ năm 1976. Sau đó cải tạo lại từ năm 2004 đến 2006 với kinh phí 9,6 tỷ đồng. Sức chứa của sân vận động Phú Yên khoảng 5.000 khán giả. Sân vận động Buôn Ma Thuột nằm ở phường Tân Tiến, thành phố Buôn Ma Thuột. Được xây dựng vào năm 2000. Sức chứa của sân vận động này khoảng 16.000 khán giả. Sân vận động 19 tháng 8 nằm ở thành phố Nha Trang. Được xây dựng từ năm 1992. Sức chứa của sân vận động này khoảng 10.000 khán giả. Sân vận động Đắk Nông nằm tại phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa. Hiện tại, sân vận động này chưa có khán đài hoàn chỉnh, chỉ có một phần khán đài nhỏ ở trung tâm cùng với phần sân cỏ nhân tạo. Sân vận động Đà Lạt nằm tại phường 7, thành phố Đà Lạt. Được xây dựng từ năm 2020 đến 2023 với kinh phí 274 tỷ đồng. Sức chứa của sân vận động này là 19.339 chỗ ngồi. Sân vận động Ninh Thuận nằm tại thành phố Phan Giang Tháp Chàm. Được xây dựng vào năm 1966. Sức chứa của sân vận động này khoảng 8.000 khán giả. Sân vận động Phan Thiết nằm ở phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết. Được xây dựng vào năm 2013. Sân vận động này đang được cải tạo với kinh phí 17 tỷ đồng. Sức chứa khoảng 6.000 khán giả.
Sân vận động Bình Phước nằm ở phường Tân Bình, thành phố Đồng Xoài. Được xây dựng vào năm 2010, sau đó được mở rộng vào năm 2021 với kinh phí 10 tỷ đồng. Sức chứa của sân vận động này là 11.000 khán giả. Sân vận động Tây Ninh nằm ở phường 3, thành phố Tây Ninh. Được xây dựng từ năm 2004 đến 2005. Sức chứa của sân vận động này khoảng 15.500 khán giả. Sân vận động Gò Đậu nằm ở phường Phú Thọ, thành phố Thủ Dầu Một. Được xây dựng từ năm 1973 đến 1975. Sức chứa của sân vận động này khoảng 16.000 khán giả. Sân vận động Đồng Nai nằm ở phường Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa. Được xây dựng vào năm 1996. Sau đó được cải tạo từ năm 2013 đến 2014 với kinh phí 40 tỷ đồng. Sức chứa của sân vận động này khoảng 20.000 khán giả. Sân vận động Thống Nhất nằm ở phường 6, quận 10. Được xây dựng từ năm 1929 đến 1931. Sức chứa của sân vận động này là 14.000 chỗ ngồi. Sân vận động Long An nằm ở phường 2, thành phố Tân An. Được xây dựng từ năm 1979 đến 1984. Sức chứa của sân vận động này khoảng 12.000 khán giả. Tỉnh Long An dự kiến phá bỏ sân vận động này trong thời gian tới để xây dựng một sân vận động mới hiện đại hơn. Sân vận động Bà Rịa nằm ở phường Phước Hưng, thành phố Bà Rịa. Được xây dựng từ năm 2001 đến 2004 với kinh phí 18 tỷ đồng. Sức chứa của sân vận động này khoảng 7.000 khán giả. Sân vận động Cao Lãnh nằm ở trung tâm thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Được xây dựng vào năm 1996. Sức chứa hiện tại của sân vận động này khoảng 10.000 khán giả. Kể từ khi sân vận động An Giang bị phá bỏ vào năm 2021, tỉnh An Giang vẫn chưa xây dựng sân vận động mới. Dù đã có dự án từ lâu. Hiện tại các hoạt động văn hóa thể thao của tỉnh An Giang diễn ra trên sân vận động Trung tâm Đào tạo huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh An Giang, có sức chứa khoảng 500 khán giả. Sân vận động Tiền Giang nằm ở phường 6, thành phố Mỹ Tho, được cải tạo vào năm 2008. Sức chứa của sân vận động này khoảng 10.000 khán giả. Sân vận động Vĩnh Long nằm ở phường 2, thành phố Vĩnh Long. Được xây dựng từ năm 1996 đến 2000. Với kinh phí 25,5 tỷ đồng, sức chứa của sân vận động này khoảng 10.000 khán giả. Sân vận động Bến Tre nằm ở phường Phú Khương, thành phố Bến Tre. Được xây dựng từ năm 2009 đến 2014 với kinh phí 135 tỷ đồng. Sức chứa của sân vận động này khoảng 6.000 khán giả. Sân vận động Cần Thơ nằm ở phường Cái Khế, quận Ninh Kiều. Được xây dựng từ năm 1980 đến 1983. Sau đó được cải tạo vào năm 2016 với kinh phí 17 tỷ đồng. Sức chứa của sân vận động Cần Thơ khoảng 30.000 khán giả.
Sân vận động Kim Giang nằm ở phường An Bình, thành phố Rạch Giá, được cải tạo vào năm 2011. Sức chứa của sân vận động này khoảng 8.000 khán giả. Sân vận động tỉnh Trà Vinh đang được xây dựng tại phường 9, thành phố Trà Vinh. Khởi công xây dựng từ tháng 12 năm 2022 và dự kiến hoàn thành vào tháng 9 năm 2024. Sức chứa của sân vận động này là 5.000 khán giả. Hậu Giang là tỉnh duy nhất chưa có sân vận động trung tâm và cũng chưa có kế hoạch xây dựng sân vận động trong thời gian tới. Các hoạt động văn hóa thể thao của tỉnh Sóc Trăng thường được tổ chức tại sân vận động thành phố Sóc Trăng, nằm ở phường 4, thành phố Sóc Trăng. Sân vận động này được xây dựng vào năm 2015 với kinh phí 6 tỷ đồng, cùng sức chứa 1.000 khán giả. Sân vận động tỉnh Bạc Liêu đang được xây dựng ở phường 2, thành phố Bạc Liêu. Khởi công xây dựng từ tháng 11 năm 2021 và dự kiến hoàn thành vào tháng 9 năm 2024 với kinh phí 360 tỷ đồng. Sức chứa của sân vận động này là 8.000 khán giả. Sân vận động Cà Mau nằm tại phường 9, thành phố Cà Mau. Được xây dựng năm 2006, sức chứa của sân vận động này khoảng 3.000 khán giả.